Thưa Tuyển, chắc hẳn rằng chúng ta vẫn còn chưa quên câu chuyện rất là dễ thương diễn ra giữa anh Tư và chị Bảy. Hôm nay, anh Tư và chị Bảy sẽ lại tiếp tục câu chuyện của mình nhưng với một màu sắc hoàn toàn khác. Hãy gặp gỡ với hai bé Gia Bảo và Khả Hưng với tiết mục nhạc kịch Ước Mơ. Con muốn bọn tiêu hà. Con muốn bọn tiêu hà. Tiêu hồng, cài một con tiêu hồng. Cái cô chú ơi, muốn bán con tiêu dùm con đi. Mua hai cái mới bán. Mua cái bán không? Mua hai cái mới bán. Cái mua báo không? Cái mua báo không? Cái mua báo không? Cái mua báo không? Cái mua báo rồi. Cô chú ơi, mua báo. Ủa chị Bảy? Chị Bảy. Ủa anh Tư? Sáng giờ chị Bảy có bán được không? Không, tôi không bán được gì hết. Còn Nguyên à, tôi mới ăn cái bánh. Sáng giờ anh Tư có bán được gì không? Sáng giờ anh Tư không bán được gì hết. Tôi tập hai tờ báo à, hai chúng mình nghỉ mệt nha. Lộn bên kia. Đây nè, chị Bảy bên kia. Ngồi đây nè. Hả? Chị Bảy bên đây. Chị Bảy bên đây. Bên kia. Đây nè. Không, anh Tư quẹo qua lại. Anh Tư ở đây đây. Chị Bảy ở đây đây. Đúng rồi. Tâm sự nha chị Bảy. Ông anh Tư lớn lên làm gì? Lớn anh Tư làm siêu nhân bảo vệ trái đất. Còn chị Bảy sao? Tôi làm nữ cảnh sát đẹp nữa. Đi bắt cướp. Ủa gì hả? Buồn ngủ quá. Ngủ rồi. Thank you.
chị bạn ngủ cái xíu là cho bé được đâu. Hay là tụi mình đi bán thử đi. Ừ cũng được. Này cái dấu đó, này cái dấu đó. Phải nghe cái dấu đó. Rau đi con, rau đi. Rau đi, rau đi. Các cô chú ơi, mua bánh bò anh tiêu dùng con đi. Trễ giờ rồi. Ở đây mua nè. Con cũng trễ giờ rồi. Con mua báo. Con mua báo con ơi, con mua báo. Đó bánh tiêu đó bụng quá à. Qua đây mua. Ở đây. Ủa hello. Cảm ơn cô chú. Con nhảy mà tao. Con nhảy mà tao. Ăn bánh bò con đi ơi, con ơi sao con qua chú Gia Bảo vậy? Con nhảy đẹp mà, con phải đứng đề đây. Đề nghị các thầy cô giáo không nên bắt cóc thí sinh của chúng tôi. Đây hai con đến đây. Cảm hai con. Cô chú. À, con tịch thu cái mâm bánh lại con. Nhai luôn kìa. Để anh ta còn chạy xô chỗ khác nữa. Chứ đưa cho Gia Bảo hơi còn cái mâm không đó. Chị Bảy đây đây chị Bảy. Tôi chưa bao giờ tôi thấy ai đi săn bắt cướp mà ra không bắt mà bắt lắc bụng không hả? Con lắc còn mỏi không? Dạ không. À. Con ăn gì vậy? Đúng không? Con bán cho người ta mà sao con ăn trước người ta rồi. Dễ thương quá phải không thưa quý vị. Hai cô cậu bé Gia Bảo và Khả Ngân mới có 4 tuổi 5 tuổi thôi Khả vừa hơn mang chứ không phải Khả Ngân. Gì con? Khả Hân chứ không phải Khả Ngân. À chú xin lỗi Khả Hân. Dạ em xin lỗi chị Bảy. Chị khó quá, ngay từ lúc mới ra diễn chị đã khó rồi. Cái ông Tư ngồi đây ông bà không chịu, bắt qua bên kia ngồi, tôi ngồi ở đây. Mà tưởng sao ngồi hai chỗ chỗ nào cũng y chang như nhau hả? Xin mời các vị giám khảo cho nhận xét về tiết mục này. Xin mời cô Đoan Trang. Cô chào tụi con quá dễ thương. Một tràng pháo tay thật là to nữa cho Khả Hân với lại Gia Bảo. Rồi, tụi con có cảm thấy là cái phần biểu diễn vừa rồi của mình là giống cái lúc tập không? Mình thấy mình hài lòng chưa? Nói cô nghe coi. Hài lòng chưa? Dạ rồi. Rồi. Thiệt không? Thiệt. Bây giờ cô nói nghe nè. Khi tụi con ra diễn á, thì tất cả mọi người cổ vũ cho tụi con rất là nhiều. Bởi vì tụi con còn nhỏ xíu xíu à. Mà nó dễ thương quá đi. Nhưng mà cô thấy á, là động tác của hai đứa lỏng le à. Khả Hân á, con mất tập trung. Mai mốt con bất cứ lúc nào lên sân khấu con không có được nhìn qua phải, nhìn qua trái. Nhìn thẳng phía trước cho cô. Tập trung vô tất cả những gì thầy cô của mình dạy. Tại vì con bị phân tâm quá đi. Cho nên động tác của con từ những cái bụng khi mà con uống cái sóng đều rất là lỏng. Rồi con nói ngày hôm nay làm gì tối qua ngủ ngon sao giọng khàn đặc vậy? Chắc tại mới ăn bánh bao, bánh tiêu xong đó cô. Gì đó hả? Bánh bao đó. Dạ, dạ anh xin lỗi, xin lỗi anh Tư, xin lỗi chị Bảy. Bữa nay anh chị sửa lưng tôi quá hả? Sửa tôi muốn dẹo cuộc sống luôn vậy đó. Khả Hân nè, với Gia Bảo nè. Nè, ra sân khấu là phải tập trung, nhớ nghe chưa? Phải nhớ bài, nghe chưa? Động tác phải chắc vô từ tay, chân, bụng, đầu và không liếc ngang liếc dọc, nghe chưa? Rồi, cảm ơn tụi con, rất là tốt. Cảm ơn cô Đoan Trang. Xin mời chú Hoài Linh nhận xét à. Chú thì chú không có nhận xét như cô Đoan Trang. Bởi vì chú thích cái mộc mạc và cái tự nhiên của tụi con. Đúng rồi. Và chú thích nữa là cái phần mà tụi con diễn kìa. Ai nói là cô không thích mộc mạc? Cô là thích mộc mạc nhất, thích tự nhiên nhất. Nhưng mà khi mình lên thi, tại vì chương trình của mình mấy anh chị với mấy bạn là đều rất là giỏi. Cho nên cô phải nói như vậy để tụi con phải nhớ. Sau khi mà con chào chú Đại Nghĩa tất cả mọi người vô là con nhớ. Cô Đoan Trang dặn là lần sau bước ra sân khấu là phải tập trung. Chứ còn tự nhiên cái dễ thương không à. Cái động tác rất quớt là ai cho vô. Đúng không con? Vỗ tay. Cô nói rồi cô tự vỗ tay mình cô. Chứ chú nói cái này nó khác nè. Tức là ở đây tụi con có hai phần. Mà cái phần của tụi con diễn á, nó rất là dễ thương. Còn cái mộc mạc ở đây á, là tụi con có như thế nào, tụi con có quên bài, tụi con vẫn không bị quýu. Cái đó là cái tự nhiên của tụi con, không có phải gò ép, không có phải gì cả. Tuy nhiên cái lời của Đoan Trang nói vẫn đúng, là khi tụi con ví dụ như may mắn được bước vào những vòng kế tiếp, thì tụi con phải chú ý hơn về những cái động tác của mình cho nó thật đều. Nếu mà hai bạn diễn chung với nhau là chị Bảy với anh Tư đó thì ráng cố gắng cho thiệt là đều với nhau cho nó đẹp, hiểu không? Rồi lên sân khấu tập trung là cái phần này nè, đừng có liếc qua bên này, đừng có liếc qua bên kia.
để lấy hình cho nó đẹp. Dạ. À, nhìn Gia Bảo này rồi nhìn Gia Bảo kia. Thôi tôi nhìn là tôi nhìn anh Tư thôi, anh Tư lúc nào cũng dễ thương đúng không con? Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ thì các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình như thế nào với tiết mục này nha. Mời giám khảo Hoài Linh. Thật sự ra thì khen tụi con cũng nhiều, nhưng mà tới cái phần lựa chọn thì chú cũng rất là căng thẳng. Tụi con có buồn khi tụi con ra về không? Dạ. Không buồn luôn á hả? Dạ. Ờ, không buồn thì thôi tôi cho ở lại, tôi chờ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trời, thương nhất là cái tâm hồn đó là hồn nhiên lắm, còn nhỏ xíu à, nhưng mà biết ứng xử được những cái mà anh Tư quên rồi chị Bảy nhắc, hay quá à, dễ thương lắm, cho vào luôn đó. Cô Thanh Hằng cũng lựa chọn. Mời chú Thịt Bát. Thật ra tụi con diễn chung, nhưng mà kỹ thuật của mỗi bé đều xác định được rất là tốt và thế mạnh của mình. Cái điều đó rất là tuyệt vời. Cho nên là cái phần diễn xuất của tụi con lúc đầu nó đã thuyết phục rồi, cộng thêm phần kỹ thuật nữa đúng không? Cho nên bây giờ chú Thanh Bạch xin được đồng ý cho hai con đi tiếp được không? Xin cảm ơn chú Thanh Bạch. Vậy là mình đã có 3 sự lựa chọn rồi đó. Coi như là mình cầm chắc cái tấm vé mình bước tiếp rồi. Nhưng mà vẫn muốn nghe ý kiến của cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang có lựa chọn hai bé không? Cho tụi con vào vòng trong. Rồi. Cảm ơn cô Đoan Trang. Chuyện gì? Như vậy là tất cả 4 vị giám khảo đã đồng lòng bình chọn cho hai thí sinh này đi tiếp vào vòng trong. Hai con ở bảng là tài năng nhí từ 4 đến 6 tuổi. Cho nên hai con sẽ về với đội của thầy Gia Bảo. Tim ai, tâm
tâm sen hay là tâm em giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương ngâm nga. Mang yêu thương này cho đời em tinh khôi giữa mây trời thanh cao mơ màng tựa dáng ai. Mang yêu thương này cho đời và em kêu hành giữa muôn người có phải em hay là sen. Đẹp quá, Vũ xin Đoàn chúc ơi. Mừng cho bé Gia Nghi và xin cảm ơn các phụ công của Vũ Đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh. Đó thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Cô cảm ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa? Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có Vũ Đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi. Và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, để mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục sen. Trời ơi đứng lại con ơi, mày đất ơi đứng lại, đứng lại. Trời ơi đặt tên Dượng chi nó chạy nhảy như khỉ vậy không biết nữa. Đứng lại, cái áo đó là của bà nội, áo này mới của con nè. Mèn ơi, tao nói đem bữa rồi mà có mặc đâu á, mặc thử cho nội coi đi con. Mặc thử ơi. Nội, con có 10 điều kiện. Điều kiện gì? 10 điều kiện cũng được, nó miễn con mặc cái này vô cho nội nè. Nhắm cái ni mà không biết nhỏ có mặc vừa không đây nữa nè. Đây coi, đây coi.
Đây, 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 đây. Ôi, mèn ơi, vừa khách lắm. Đi coi, quay 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 quay, có cái gương, có cái gương, đẹp không, đẹp không? Đó, xoay dầu, xoay dầu. Ôi ơi, đẹp trai bá cháy hùm chứ. Rồi, nói điều kiện gì đi. Đáp ứng cho. Nội, vậy nội phải ở đây chơi với con. Điều kiện gì chứ, điều kiện này không có được con à. Thì nội vừa mới hứa với con mà. Chứ cái gì cũng được mà cái này khó quá à. Con thấy đó, ba má con đón nội qua bên đây chơi kia một tháng mà ở mới ba tuần lễ chịu không nổi con ơi. Cái xứ gì mà vừa chán mà vừa buồn nữa. À, ban ngày thì ba con đi mừng, rồi má con cũng đi mừng, rồi con không học này cũng học nọ. Ở nhà nội với ai, chào hỏi ông mình, bước ra ngoài hàng xóm gặp tay không đâu biết nói chuyện. Thôi cho về cho chắc con à, nha. Thôi, nha. Nội ở đây chơi với con đi. Khổ ghê, cái cậu này nhõng nhẽo quá. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, để nội vui mà con cũng vui. À, bây giờ con nghỉ hè rồi đúng không? Yes. Bây giờ nội sẽ dẫn con về Việt Nam chơi với nội. Việt Nam? À, no. Mắc gì nô? Hả? Đây nè, để nội nấu cho con nghe. Việt Nam của mình á, đẹp lắm ha, vui lắm, thú vị lắm. Nè, hình ảnh của Việt Nam nè, đó. Đây, 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 đây. Cây cầu khỉ tượng trưng đặc biệt cho cái miền sông nước Nam Bộ. Ha, mà nội đố cháu nội nội luôn, tại sao người ta gọi cây này là cây cầu khỉ? I think bởi vì trên cầu có con khỉ. Tên Dượng là lúc nào cũng lôi khỉ dữ Dượng vô hết trơn á. Tại vì á, nó là một cái thanh tre, nguyên cái cây tre tròn lẳn là bắt qua vậy nè. Người ta đi không có vững, lúc nào bước đi người ta cũng giữ thăng bằng như vậy, nó giống như con khỉ lắc lư, gọi là cầu khỉ. Đó, còn nhiều lắm. Đây, văn hóa Việt Nam nè, để giải thích cho con nha. Đó, mà quên nữa, người Việt, nói với người Việt là bằng tiếng Việt, chứ không có pha được nữa này nữa kia nghe không? Gì? Dạ. Nha. Đây, có một cái bài hát nói về cái tiếng Việt Nam, mà nếu như con học bài hát này á, con sẽ một phần nào hiểu rõ về văn hóa Việt Nam. Để nội dạy con hát nha. Dạ. Rồi, đây. Cầm đi, cầm đi. Hey. Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bàn quen cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người xưa chinh phủ, ngồi mỏi mòn đời chờ chinh phủ, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nói đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Khoan đi ông nội. Được, con sáng dạ ghê luôn á. Mới chỉ có chút xíu mà con hát hay hơn nội rồi. Ê nè, nội nói cho con nghe ha. Đất nước Việt Nam mình là hình chữ S. À, miền Bắc á là ở trên cùng là quê của mẹ con. À, còn khúc giữa đây là miền Trung. Đó, còn sau cùng là miền Nam, quê của nội là ba con nữa đó. Ừ, về Việt Nam chơi đi. Nội chở con đi từ Bắc tới Nam luôn. Ngon lành. Tụi má con mới về. Daddy. Trời. I want to travel Vietnam. Vietnam? Yes. Why? Because Vietnam is very wonderful. No. Listen. You know. No. Nghe 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 nghe. Hiểu luôn nha. Không có được vậy. Dượng, Tommy Dượng, bể biểu. No. My name is Tommy Vượng, not Tommy. Thôi khó quá anh Dượng. Nói nghe nè. Bây giờ như vậy,
con cháu mình nó còn nhỏ, nó không có biết gì hết trơn á trời. Nhưng mà nhân cái gì cũng tại bay á ha, cha mẹ trẻ không biết cách nói chuyện với con, không biết cách dạy con, rồi cái rốt của con mình á không biết gì về quê hương đất tổ nó trơn trời á. Làm cha làm mẹ giờ bậy lắm nha, không có được. Biết là con cái vợ con là bận bịu, bây giờ tính vậy, cứ ở lại đây làm đi, chừng nào sắp xếp rồi về sau. Bây giờ á, má đưa cháu nội của má về Việt Nam chơi, được không? Are you ready? Ê, tiếng Việt. Ba đồng ý không ba? Hả? Ồ. Tiếng Việt. Ồ, được chứ. Yeah. Giỏi. Ê, hát cái bài hát hồi nãy đi con. Nãy giờ hát ngon lành lắm nha. Vậy hả? Nghe con trai hát nè. Hát đi con. Vô. Thuộc chưa? Ngoan lành. Vô. Tiếng Việt đêm xuân xưa hát niềm thương quan họ, câu qua câu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương. Tiếng Việt trên dòng sông có điều nam ai buồn, ai chờ ai bên bờ xưa, ai chưa về ai còn đôi mắt. Xin được gửi lời cảm ơn đến với diễn viên Lâm Thành Phát, Hồng Trang và Vũ đoàn Đam Mê đã cùng hỗ trợ cho phần dự thi của thí sinh Lưu Quốc Vượng. Về giọng hát của con thì không bao giờ mà con làm cho mấy thầy cô ở đây cảm giác là thất vọng hay hụt hẫng gì cả. Và bài hát này cũng vậy, con hát cũng rất là tròn trịa, đầy đặn tình cảm. Còn về cái phần câu chuyện thì hôm nay thì mọi người xem thêm được một chút tài lẻ của con. Đó là không phải chỉ mình hát không thôi mà mình cũng còn có thể diễn xuất được nữa. Còn trong cái tiết mục này á thì lẽ ra thí dụ bà nội sẽ phải hát một câu không cần phải nhạc, bà nội hát trước một câu dày, rồi sau đó âm nhạc lên, hình ảnh bà nội vẫn đang tiếp tục dạy với con trong cái nền nhạc đó, thì bắt đầu vào cái lời hát con hát lên thì nó sẽ dẫn dắt cái cảm xúc người xem, nó đi từ từ, không có bị gãy mạch cảm xúc thì nó sẽ hay hơn. Và lúc đó những cô chú vũ công với những cái bộ trang phục đó và những cái tạo hình để làm cho chúng ta nhớ về quê hương, về Việt Nam, bước ra sân khấu nó sẽ hợp lý hơn là những cô chú đó đã có sẵn ở ngay từ ban đầu. Thì đó là về cái phần dàn dựng, cho nên là chú hơi tiếc một chút. Vậy là trừ điểm là trừ 2 thầy.
chứ là bé nó đâu có biết cái gì đâu đúng không con? Mà con ngơ ngác là con không biết gì hết đúng không? Dạ vâng ạ. Đó. Vì tiết mục này giọng hát của bé không có cái gì để góp ý hết trơn. Nghĩa là nếu như tiết mục này không có phần dàn dựng đó, không có phần tiểu phẩm, thì thực sự là chỉ một mình giọng hát của Quốc Vượng đã tạo ra một tiết mục rất đẹp rồi. Và cũng chỉ mong rằng là mọi người sẽ yêu tiếng Việt hơn, và thông qua bài hát của con thì các bạn trẻ sẽ có ý thức sử dụng tiếng Việt nó chỉnh chu hơn, để mình sẽ giữ được cái nét văn hóa, bởi vì tiếng Việt của mình thực sự rất rất là đẹp. Cảm ơn con rất là nhiều Quốc Vượng. Cảm ơn cô ạ. Đào Duy muốn để cho cô Đoan Trang là người nhận xét cuối cùng, bởi vì nói về cái câu chuyện tiếng Việt, nói về câu chuyện tình yêu dành cho tiếng Việt thì có lẽ cô Đoan Trang là một trong những người khá là đặc biệt trong gia đình của mình và trong cuộc sống của mình nữa, thì cô Đoan Trang có thể chia sẻ tí xíu về quan điểm của cô trong tiếng Việt lẫn phần biểu diễn của bạn Lưu Quốc Vượng. Mời cô ạ. Nhà của Trang thì con của Trang là phải nói hai thứ tiếng, tại vì nói tiếng Việt thì làm sao bố hiểu được, cho nên bắt buộc bé phải nói bằng tiếng Anh trao đổi với ba, và phải nói cái ngôn ngữ riêng của ba nữa, đó là tiếng Thụy Điển, cho nên em bé phải tiếp nhận cùng một lúc ba ngôn ngữ. Nhưng mà không bao giờ Trang và bà ngoại thôi là hướng dẫn dạy dỗ cho bé Son, con gái của Trang, là không nói tiếng Việt. Lúc nào cũng luôn luôn nhắc nhở bé là những cái từ bé nói bằng tiếng Anh mình phải quẹo qua tiếng Việt để cho bé ấn tượng ngay lập tức cái lúc đó. Còn quay trở lại phần biểu diễn của con, phần hát của con hôm nay cô rất là thích. Thích ở chỗ là con xử lý hơi rất là tốt, để mang lại cái nhã chữ, tất cả mọi thứ rất là nuột nà và mượt mà. Cái đó rất là hay ở cái chuyện là con đã biết tiết chế. Nhớ cái ngày đầu con xuất hiện không? Cho tới bây giờ con đã bắt đầu thay đổi một cách rất là tích cực và rất là tốt. Cho nên cô muốn chúc mừng con vì điều đó. Cảm ơn con. Con cảm ơn cô ạ. Lựa chọn cho thằng bé cái áo dài, mặc hát một cái bài về tiếng Việt, hát một cái bài dành cho tình yêu của văn hóa Việt Nam mình, thì đó cũng là cái công rất là lớn của thầy Cường. Mời thầy chia sẻ tí xíu về cảm nhận của mình ạ. Với thầy, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nắm tay nhau và đi được một chặng đường với rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những điều mà chúng ta đã học được. Vượng không có phải là sở trường những cái dòng nhạc này, em rất là thích những cái dòng nhạc sôi động như mà mọi người đã thấy trước đây, và để đưa những bài hát như thế này từ lúc mà hát thư pháp á, đã là vật lộn với nhau rất là cực, và đến cái vòng này thì thật sự là ăn không ngon ngủ không yên cùng với nhau. Và ngày hôm nay con thật sự làm cho thầy rất là tự hào. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy ạ. Nghĩa mẹ
ba mẹ mất con mất nhà, giữa đau thương lầm than đã nợ thêm biết bao nụ hoa. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung, sẽ kia chén cơm gói mì dẫu ngày mai chẳng còn gì. Mẹ là mẹ cứu lòng, sống đời dạng dị thủy chung, ngày mai nước thôi ngâm đông vẫn xinh đẹp hình chân con rồng. Ôi người mẹ cô lớn, ôi người mẹ
xuất lên từ ngàn đời. Biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Rừng xanh xanh, dòng sông xanh, cho con bao hy vọng. Cảm ơn Nho Múa, cảm ơn Nho Múa luôn. Nho Múa xuất sắc quá, Nho Múa ơi. Cảm ơn ạ, à, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ cho cổ múa, không bao giờ lấy tiền cách xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền, hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Dạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mà được vào chung kết. Cô con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Cái khúc đó nó bị lướt chữ. Đã dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài chứ con đây không biết luôn. Nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Muốn ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. con. Wow, cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên. Hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con, bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại banh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói.
Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. Bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim.
con quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cảm ơn cô Liên đội trưởng Giang Y và các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Cô Liên đội trưởng có chút xíu à, mà đứng cái khối cao, biểu diễn mạnh mẽ. Giang Y luôn thể hiện cho mọi người thấy rằng là con làm chủ sân khấu, làm chủ giọng hát của mình. Cả hai bài hát này thực sự rất rất là hay, vốn dĩ là sáng tác đã rất là hay rồi. Và lại càng hay hơn nữa khi mà có sự thể hiện của giọng hát Giang Y. Mà cô đặc biệt là thích ở bài thứ hai, lúc mà cái đoạn mà các cô chú vũ công vào trong ha, chỉ còn có một mình Giang Y ở đây á, sao tự nhiên lúc đó giọng của con nó sáng, nó đầy nội lực, mà cô thích cái đoạn đó vô cùng luôn. Cảm ơn cô. Cô nghĩ rằng đây cũng là một tiết mục rất là đáng tự hào, đúng như là lời bài hát vậy. Chúng ta tự hào về lá cờ đỏ sao vàng, tự hào vì là người Việt Nam, và giai điệu mà người Việt Nam nào cũng thuộc, cũng nằm ở trong tim mình như con đã hát. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất rất là tuyệt vời mà Giang Nghi đã mang đến cho chương trình. Cảm ơn con. Thầy Nghĩa vò đầu bứt tóc, nhăn mặt, nhéo lỗ mũi vì điều gì ạ? Khó quá, bây giờ phải biết làm sao đây. Tiết mục nào mình thấy cũng hay, mà đương nhiên mình muốn các con đều có những tiết mục hay như thế, nhưng mà nó lại là một cái bài toán khó dành cho các cô chú trong ban giám khảo. Hai bài này, bài nào chú nghĩ cũng thích cả, bài nào cũng có lòng một đoạn trong cái bài quốc ca của đất nước mình vào trong đó. Mà mỗi khi nghe đến cái bài đó, tự nhiên trong lòng mình nó cứ lâng lâng, nó cứ dâng tràn lên một cái cảm xúc. Và con cũng đã làm rất là tốt cái bài này ngày hôm nay. Và với cái sự dàn dựng của thầy con nữa, thầy con đã đưa vào trong đây Vũ đoàn Phương Việt một lần nữa đã hỗ trợ rất đắc lực cho những tiết mục của đội con. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn thầy. Nói thầy không, cô Trang cũng thở dài. Chú Nghĩa này kỳ quá. Quen rồi. Quen à? Dạ, cũng gần hết số rồi. À, trước khi nghe cô hiệu trưởng nhận xét, xin phép hỏi cô Trang. Cô Trang thấy bé diễn sao? Bé nay cũng nơ khăn hoàng rồi, giống cô Trang lắm à. Giống không? Em giống. Thấy là rất là giống con dạ. Em à. Dạ, đội em. Thực ra thì cô chỉ muốn nói một cái điều là chắc chắn là nếu mà thầy Đại có ngồi ở đây, thầy Đại cũng sẽ cảm thấy vô cùng là tự hào về con. Bởi vì chị chúng ta mới biết với nhau là cái bài hát này nó được thai nghén rất là nhanh. Thậm chí là chỉ có vài ngày thôi để con có thể tập và con có thể hát được hay và hết cái tâm cũng như là cái nội lực của mình như vậy. Thì phải nói là con đã cố gắng rất là nhiều. Hát hay giống thầy Đại nhưng mà con xinh giống cô Trang. Ôi thôi, đó là một cái điều hạnh phúc. Nếu như mà đổi hai cái đó ngược lại với nhau thì cũng khổ thiệt. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay thì cô hơi tiếc chút xíu, đó là mình hát có nhiều đoạn chưa được ổn định.
Đó là lý do mà các cô chú nghe có những đoạn hơi mờ, hơi tối. Còn ngoài ra thì cô muốn con nhớ rằng bé Nghi con có một cái âm sắc giọng rất tốt, nhất là những cái phần nốt cao, và khi mà con hát những cái đoạn cao trào thì cực kỳ tốt. Nhưng mà không phải bài hát nào cũng chỉ có những đoạn cao trào. Một bài hát thì nó có nhiều cái phân đoạn âm nhạc ở trong đó, cho nên phải cố gắng luyện tập thêm để cho mở rộng cái nội lực trong mình về cái giọng hát của mình hơn, để mình có thể xử lý tròn trịa, xử lý ổn định với tất cả những thể loại âm nhạc nha con. Cô nghĩ là có thời gian để cho con tập luyện, luyện giọng thêm thì giọng của con sẽ là một giọng ca đáng gờm cho tương lai gần đó. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô.
sao cô gái Việt Nam như đóa hoa công dung ngon hành. Ô tam tình ta ngọn ngang đoàn trường bước đi làm vườn. Quên thân mình để mở mang nước non, đất ô lý ghi lòng son. Hạt mưa thấm đất, hạt còn chơi vương.
dương vang sơn hà. Cõi trời bao la âm ba, muôn nhà gia khúc ca. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thấy kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân ngầm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tan quân thù vai thay, giáp mi công còn cho chúng bay. Thôi cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch bao hoài ngư, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, rằng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng âu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sâu đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn non nước. À, đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam.
dân tộc mang hồn Việt Nam. Việt Nam dân tộc chúng ta Việt Nam. À ơi, à đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc lại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin chân thành cô. Chút nắng chưa tràn, từng ngày dài vẫn mãi chưa ngủ ngoài. Ok kỷ niệm về dài màu anh ban mai. Trong tim bao nhiêu tiếng hát say mê, đêm mưa thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đi bên tôi cũng hát vang lên anh la la la. Cho mình mang thêm bao nhiêu con cao, quên đi hôm qua bay lên ồn ào. Hãy để với tôi đã chờ ngày mai. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu sầu đau. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trăng vẹn bình minh, thầm tràn sinh sống, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui, để chờ ánh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát sinh sống cùng tôi, những yêu thương đầy ơi. Thì chặt đôi tay và thời gian như ngừng trôi, vì giấc mơ.
phần dự thi của Lưu Quốc Vượng. Cái bài này nó mang đậm tính giải trí ghê lắm. Hát bài này thì cô nói vô hệ của Quốc Vượng rồi với cái giọng của con. Vô rồi bắt đầu như theo cái ngồi tới ông già làng ra. Cái xong mình nói ủa Nam Cường mà, à không phải Nam Cường, già làng. Thầy Nam Cường tốn bao nhiêu phấn nâu để tô cho đen cho nâu cái làn da trắng bóc của thầy vậy? Hôm nay da xuống đây là vì làn da rám nắng chứ không phải là vì phấn đánh nâu. Không, theo cô thì cô rất là thích thầy Nam Cường của con trong hình ảnh này. Rất là gai góc mà nó rất là đẹp, nó rất là chất. À, hát bài này là thầy phải hy sinh rất là nhiều. Bởi vì hai cái âm vực giọng vô cùng khác nhau. Thầy hát là bằng cái giọng rất là thấp ở dưới để cho con hát đúng cái tông của con. Cái đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của thầy. Cái bản dựng này là một cái màu sắc văn hóa Tây Nguyên rất là đẹp. Và một lần nữa thì cũng nhìn thấy được cái nội lực ở trong con không mất đi đâu hết. Vẫn là một Quốc Vượng rất là máu lửa như thế này. Chúc mừng hai thầy trò Nam Cường và Quốc Vượng. Cảm ơn cô ạ. Khó lắm chúng ta mới thấy Nam Cường như thế này. Đóng da già rất Cường là đẹp luôn. Mấy bây giờ sau này mình đi hát mình quá trang vậy luôn đi. Và cảm nhận như thế nào về cậu bé trong buôn làng của mình hát bài này? Về cậu bé mình chỉ nói bình thường thôi. Thực sự tới vòng này thì phải nói là cái sự đau đầu rất là lớn đối với Nam Cường. Con phải giữ được màu sắc của con nhưng cũng đừng có bị đi sai cái hướng, bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày để thử nghiệm nữa mà ngày để con có thể sống trọn mình với âm nhạc. Bản thân Cường rất tự hào về cậu học trò này của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy ạ. Và thưa tất cả quý vị, đó chính là Lưu Quốc Vượng cùng với người thầy của mình, thầy Nam Cường ở lớp học C2. Xin cảm ơn. Cuối cùng cũng tới giờ rồi. Rồi, mệt quá. Rồi, xong nha. Bây giờ tía con mình là kiểm tra thành quả ngày hôm nay nha. Rồi, đây, này của con, này của tía. Dạ. Bên này tía bắt được 1, 2, 3, 4 con. Rồi, con bắt được 1, 2, 3, 4, 6 con nè. Khoan, sao con đếm sao mà 6 con? Thì 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi. Bốc trong con của tía vô là 6 nè. Cái con cá này là con cá của tía mà. Thì của tía cũng là của con mà. Con ăn gian hả? Ăn gian hả? Trời ơi, má trời quá đất nghe. Đi chơi cả ngày có mệt không con? Dạ không. Ôi, có tay chân mặt mày nè. Đem lúa hết trơn rồi, vô rửa đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Khoan, đây. Đem cá vô rộng cho tía. Rồi, rộng đàng hoàng nha. Rộng mà cá chết là đánh đòn nha. Dạ. Hù con không mà. Đây em múc cho. Ai. Hai chiếc con đi đâu á mà giờ mới về vậy? Thì Tú đó, hai đứa con bắt cá xong rồi. Cái nói tía ơi tía con muốn thả diều. Chiều con hai đứa con thả diều cái Quỳnh lối về. Hay quá ha. Lớn rồi đó, như con nít vậy. Rồi. À em, bữa nay nấu món gì vậy? Anh đoán coi. Canh chua cá kho tộ đúng không? Bình thường. Mắm kho? Không có gì đặc biệt. Ủa vậy chứ món gì? Món ruột. Món ruột? Rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng trang dở hấp gật đầu khen ngon. Ôi. Gì vậy? Hát dở quá, đừng có hát nữa. Xin lỗi em nha. Hồi xưa Tú ngủ là anh ru Tú ngủ đó. Bởi vì con đâu chịu ngủ. Ủa vậy chứ ai ngủ? Em ngủ. Nói chung có người ngủ là được rồi. Em sợ cái giọng của anh quá nên em mới ngủ đó. Còn em đó, trời ơi, bày đặt lương chê lịch nha. Khả năng ca hát của em cũng cỡ anh thôi à. Trời ơi, anh nói gì vậy? Vậy? Cái giọng của em ngọt ngào nên anh mới mê đó, đừng quên nha. Hồi xưa anh mê là anh giả bộ á. Anh giả bộ khen để anh cua em á, hiểu không? Trời ơi, dễ tin người quá. Anh tin em hát thử coi. Ủa mắc gì phải hát anh nghe. Trời ơi, cái giọng của em á đâu có dễ dàng mà hát vậy được. Em sẽ cử đệ tử của em hát cho anh nghe. Đệ tử luôn? Tú ơi, Tú. Đệ tử. Cái bài bữa hổm á, má dạy cho con á, giờ con hát cho tía nghe đi. Dạ. Để coi sao nghe. Thank you.
ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con, người ơi tình yêu bao la theo như câu ru xuân cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người, đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con nhà quê để con nhớ rằng nơi ấy một góc bên nghĩa luôn có mẹ cha cho con tìm về. Con có hát ca hay quá à. Ủa con có mùi gì vậy anh? Mùi cơm khét á. Trời đất ơi. Con hát tiếp, hát tiếp. Giọt hát nha con. Trời ơi. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm và con lấy đi sức sống mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con, người ơi tình yêu bao la theo như câu ru xuân cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người, đường tương lai nhiều trông gai và những nghệ sĩ Long Hồ và nghệ sĩ Kiều Ngân đã cùng hỗ trợ cho tiết mục dự thi của Tuấn Tú. Tuần trước có một người nói rằng: con ơi, con nói giọng Nam còn cứng lắm, bữa nào rảnh cô chỉ cho con nói tiếng miền Nam. Bữa nay bé nó nói tiếng miền Nam được rồi, không biết là cô Ốc thấy như thế nào ạ? Cô chưa có kịp chỉ là con đã nói hay vậy rồi. Cỡ cô mà chỉ hả, trời hay nữa đó.
vì mình có một cái tình huống gia đình rất là dễ thương, cho nên khi con nói giọng nam á, không để ý lắm thì sẽ không thấy vấn đề gì. Và cô thích cái cách mà dựng tiết mục này, tại vì bài hát này rất là quen thuộc, nhưng mà lồng ghép vào một cái bối cảnh gia đình với hai ông bố bà mẹ ít có nhoi. nhưng mà rất là dễ thương. Ví dụ như là với cái bối cảnh này, tía với con với má là thường nó sẽ dẫn mình vô những bài hát dân ca Nam Bộ kiểu vậy, nhưng mà nó lại là một bài hát rất là hiện đại. Hồi nãy khi mà coi á, chú Nghĩa cũng mắc cười, giống như là mình cố tình mình gán ghép mình gài để cho con ra con hát vậy đó. Tuy nhiên rồi hai ba mẹ thi nhau cho đã, xong bắt con ra hát. Hát nửa bài không nghe hết, ý cơm khét, hai chồng chạy vô cho con hát đơn ca đứng ngoài mình. Ở đây cái bài này nó cũng quen thuộc với chúng ta, mà cái đoạn điệp khúc xem như nó được lặp đi lặp lại đến 3 lần. Chú Nghĩa thấy con vẫn hát một màu thôi. Nếu như mà mình có một cái phần xử lý nào đó, đặc biệt là cái phần mà lặp lại điệp khúc lần thứ 3, mà nếu như mình có cách hát nó khác đi một tí so với 2 lần trước thì nó sẽ thú vị hơn. Tú hát hay đó, đẹp đó, nhưng mà để hỏi rằng là có thật sự hấp dẫn với cái bài hát này chưa thì chú Nghĩa thấy nó vẫn còn hơi thiếu một chút xíu. Nhưng mà dù sao vẫn chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy Lệ Nghĩa. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Về phần hát của con á, cô rất là thích cái âm trung của con. Âm trung rất đẹp. Cái ngân, cái rung của con cũng rất là hay. Nhưng mà này chắc thầy phải bị đòn quá. Bài rất nhiều nốt treo quá. Cho nên là có thể lúc tập á, là con có thể hát được, nhưng mà mình phải tính lúc mà con sắp thi á, là tâm lý nè, thì cái phần treo quá nhiều thì con không đủ lực. Khi con không đủ lực thì những cái phần cuối con phải dồn tất cả cái sức của mình để vào hát, thì giống như mình cố gắng mình chống chọi để mình hát cho nó xong, chứ nó bị không có chuyển tải được cái cảm xúc. Đó, cái vấn đề của con là như vậy. Tuy nhiên á, cô vẫn đánh giá rất là cao Tuấn Tú. Cô hy vọng là thầy trò sẽ hiểu nhau hơn, cái quá trình chọn bài nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ đẩy được con hơn nữa ha. Cần phải có thêm thời gian đến ôm thầy của con đi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ. Hà con,
Tuy ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con, cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Ba, ba ai biết không, mỗi đêm con hằng mong ba sẽ tìm về lại bên con, như chim tìm về tổ. Trời đông áo dần chỉ rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi. Xin cảm ơn diễn viên Trường Khánh và bé Tấn Tài đã trợ diễn cho phần thi này của Thái Hà. Chú Duy nghĩ rằng là cái bài hát này của con nó có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên là cô Ốc là người hiểu rõ hơn hết về cái ca khúc này, về cái điều này. Cô rất là cảm ơn con. Khi con hát bài này, trong lòng con cảm thấy sao? Dạ, con cảm thấy bài hát này rất là giống với hoàn cảnh của con. Tại sao giống với hoàn cảnh của con? Con nói cô nghe, con nói cho mọi người nghe. Con nói được không? Con không muốn nói không? Không nói cũng được, không sao. Con có bị buồn không? Không sao đúng không? Mời cô Ốc và bé. Bé hát rất là bình thản. Bé không có nức nở, nhưng mà làm cho mình rất là ngạn. Hồi nãy lúc mà bé hát á, thì Vân nói thôi đừng khóc, không khóc, không khóc. Tại vì mình đã khóc vì chuyện này rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngưng được. Gặp chú Duy nữa, mình dắt bé đi xuống chỗ của ông, và lúc đó là chịu không nổi, nước mắt chảy quá trời. Nói chung là tới bây giờ sau 2 năm, nhưng mà cô vẫn rất là nhiều đêm cô nhớ bố cô. Tại bố cô không còn nữa, bố cô mất rồi. Cô nghĩ là đối với bất kỳ một ai, dù mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu không còn cha, không còn mẹ, điều đó không chịu được, không chịu nổi. Với Vân là như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được chuyện đó. Nếu mà các bạn, những ai mà còn cha, còn mẹ, phải trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh cha mẹ của mình, làm mọi điều cho đấng sinh thành của mình. Tại vì một ngày nào đó mà không còn nữa, thì mình sẽ thấy là giờ có bao nhiêu, con mâm cỗ đủ đầy như thế nào cũng không thể nào bù đắp nổi. Thôi xin lỗi mọi người, tại vì con không có muốn làm cho không khí trùng xuống hay là bắt mọi người phải nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình quá nhiều. Và cảm ơn con rất là nhiều. Với cái ca khúc này thì em mong là tất cả các bạn đồng trang lứa với bé sẽ có thể hiểu được những cái thông điệp và những cái giọt nước mắt mà chị dành cho người bố kính yêu của mình, dành cho gia đình, để từ đó các bé có thể có được những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với gia đình của cảm mình. Cảm ơn em Đào Duy. Cảm ơn con và chúc mừng con nha. Cô rất là thích giọng hát của con. Giọng hát của con nó nhiều tâm sự lắm. Nó làm cho người ta đồng cảm và thương con ngay lập tức luôn. Cảm ơn cô. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Về hàng ghế của mình ạ. Xin mời các thầy cô của lớp học Nhi Sắc Nhí có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Thầy Đại có thể chia sẻ tí xíu. Ở Thái Hà là một bé có thể nói là chững chạc trước cái tuổi. Đúng ra là Quốc Đại sẽ không chọn bài này thi đâu. Tại vì trước đó thì con tự động con buồn, nhưng mà khi mà tới cái giọng này thì con nói
thầy ơi cho con hát bài này, con tặng cho ba của con. Bởi vì từ nhỏ cho tới lớn cả thế giới của Hà chỉ có ba Hà thôi. Hà không có được cái tình thương của mẹ, nên cho tới bây giờ thì có lẽ là Hà không biết mẹ luôn. Thành ra cái cả cái thế giới đó được gói gọn trong bài hát hôm nay Hà đã gửi tặng cho ba. Ba con sẽ rất tự hào với con nha Hà. Xin mời thầy Đại Nghĩa. Chắc chú Nghĩa phải phong tặng cho con danh hiệu Hoàng tử U Sầu quá. Hoặc là con hát bài buồn, con buồn. Hoặc là con hát những người xung quanh buồn đến rơi nước mắt. Nói đùa vậy thôi, chứ thực ra đó là một cái cảm xúc rất là đẹp. Khi mình dành những cái tình cảm cho những người thân yêu của mình ha. Chú Nghĩa cũng không còn ba. Chú Nghĩa cũng mất ba cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Cho nên khi nghe cái bài hát của con, chú Nghĩa rất xúc động. Giọng hát của con, cái giọng nó đẹp vô cùng. Cái âm sắc giọng hát của con nó hay, nó đẹp. Cái ngân, cái rung nó cũng đẹp. Nó làm cho ai nghe cũng sẽ cảm thấy xao xuyến. Mà khi hát một cái bài đầy tự sự về người cha nữa, thì nó lại càng khiến cho người xung quanh rung động. Đến cô Ốc hay cô Trang ai cũng xúc động. Và chú Nghĩa cũng như thế. Một lần nữa chúc mừng cho Thái Hà và cảm ơn lớp học Nhi Sắc Nhí. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai xoan, mặt tôi chữ điền. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai xoan, mặt tôi chữ điền. Hey!
cao sông dài phác họa hình nước non. Thưa pháp từ tâm nét công nét thẳng phác họa người dương, người dương. Thưa pháp ngả nghiêng bầu rượu tình người nặng tình quê. Thưa pháp vần bay lắng nghe huyền thoại. Là mẹ mặt em trai xoan mặt tôi chữ điền. Mặt trời là cha mặt đất là mẹ mặt em trai xoan mặt tôi chữ điền. Thưa pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thưa pháp từ tâm nét công nét thẳng phác họa người dương. Xin cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Đam Mê. Chúc mừng Quốc Vượng đã hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin phép được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô ngạc nhiên với sự thay đổi của con. Cô ghi nhận điều đó và cô biết là nó rất là khác đối với con. Cô nghĩ là con hiểu và con cảm được bài hát này. Chỉ có đây không phải là cái phong cách sở trường của con, cho nên là để người ta quen, người ta thích nghi thì chắc là phải cần thêm một chút thời gian. Nhưng mà cá nhân cô thì cô nghĩ rằng là sự thay đổi này nó rất là đáng thuyết phục. Tại vì con đã rất là giỏi ở cái mà con hay làm. Còn ngày hôm nay con vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là Lưu Quốc Vượng mà mọi người biết vẫn rất giỏi. Cảm ơn con và cô chúc mừng con. Chúc mừng cô Ốc. Xin được mời thầy Đại Nghĩa. Đây là tiết mục mà chú Nghĩa thích nhất ở con. Suốt từ đầu chương trình con tham gia đến bây giờ, mọi cái nó ở mức độ vừa phải, nó chừng mực, nó tiết chế, mà con vẫn toát lên được cái thần thái của mình. Giọng hát của con vẫn bay, vẫn cao, vẫn xa, vẫn hay như mọi khi. Hôm nay con làm rất là tốt. Chú cũng bất ngờ vì cái sự thay đổi này của con. Chúc mừng con với tiết mục rất thành công ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ sẽ là nhận xét chuyên môn từ cô Đoan Trang. Xin mời cô ạ. Cô xin được phân tích chút xíu, đó là cái phần điệp khúc của con. Cái phần điệp khúc là nốt căng, nốt treo quá nhiều. Nó khó ở cái chỗ là cái khúc đó phải hát legato, nhưng mà nó lại bị nốt cao quá nhiều, cho nên các con phải sử dụng lực để mà xử lý nó. Mà một em bé dù gì các con cũng là một bạn nhỏ mới 13 tuổi thôi, đâu có đủ cái trải nghiệm để mà xử lý làm sao vẫn legato, vẫn dùng hơi để xử lý nhưng mà vẫn đẹp. Các con chỉ có biết lấy hết sức của mình có để xử lý cái đoạn ta đi ta ra ta ra ta ta gì đó ha, thì đôi khi nó không khéo. Nhưng mà rõ ràng các con mới 13 tuổi thôi, phải có thời gian, phải có sự luyện tập, phải điều tiết được hơi của mình một cách ổn định nhất. Thì khi đó một ngày tự nhiên con thấy cái lúc đó con hát lại sau 2 năm nữa đi, con thấy nó sẽ khác bây giờ liền. Nếu như con thu âm lại con sẽ thấy. Thì cái đó nó sẽ phát triển bằng cái trải nghiệm của chính mình, bằng thời gian của chính mình. Ha con ha. Tuy nhiên có một điều cô nhắc con là nốt thấp. Không phải thấp là gồng và đóng lại, mà càng thấp phải càng mở ra để cái nốt nó đi ra một cách tự nhiên và nó đẹp hơn. Nó không bị gồng cứng lại nha con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô á. Như vậy thì chúng ta vừa đến với phần dự thi của bé Lưu Quốc Vượng và chúng ta sẽ chờ đợi một kết quả tốt nhất cho Lưu Quốc Vượng nha. Chúc mừng Lưu Quốc Vượng.
chân giữa mùa đông. Tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua. Tiếng nói vẫn cười vang. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa những chuyến xe ngang. Tìm đâu để thấy tôi, tìm mãi theo dấu chân ai, mà phải theo tháng năm cuối dòng. Bàn tay ai nắm tay, bình yên không đến bên tôi, nhạt nhòa trong giấc mơ. Giữa mùa đông tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua. Tiếng nói vẫn cười vang. Tôi thấy mình lạc thỏm giữa những chuyến xe ngang. Tìm đâu để thấy tôi, tìm mãi theo dấu chân ai, mà phải theo tháng. Thầy Đại phải ra với con. Giang Y ơi, cảm ơn con vì đã mang đến một cái tiết mục biểu diễn rất là thú vị với bản thân chú và có rất là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải lắng nghe những cái ý kiến chuyên môn. Xin phép được mời các thành viên trong ban giám hiệu ạ. Không biết tại sao Quốc Đại lại chọn bài này cho con rồi lại đưa con vào bối cảnh của câu chuyện cô bé bán diêm, có ý đồ gì không Đại? Bởi vì Quốc Đại nghĩ là ở ca khúc này sẽ có những cái thử thách mới cho Giang Nghi. Và hôm nay đối với Quốc Đại thì rõ ràng là Giang Nghi đã hoàn thành rất là tốt. Và thầy cảm ơn con đã dám thử nghiệm ở ca khúc này. Bởi đây là một ca khúc có
có thể rất là khó. Quốc Đại thì không thích các con ở trong cái vùng an toàn quá. Đây là một cái môi trường để các con được học, đưa ra thử thách mà các con làm tốt thì các con mới xứng đáng với những tấm vé mà ban giám hiệu đã dành cho con. Với cái câu chuyện của bé Bán Diêm này thì ai cũng biết, đúng không? Và chú Nghĩa cũng rất thích cái câu chuyện này. Khi vừa nhìn thấy cái hộp diêm trên sân khấu mà cái hộp nó kéo ra để một cô bé nhỏ xíu dễ thương như con ngồi bên trong chiếc hộp, đó là chú Nghĩa đã có cảm tình ngay rồi. Quá trình con hát rồi con diễn với những người xung quanh, với ba que diêm cầm trên tay, giữa trời đông giá rét nằm co ro ở một cái khung cảnh như thế này, đằng sau là hình ảnh tuyết rơi, ở đây là hai cái ngọn đèn đường, nhìn con cô đơn vô cùng, hình ảnh nó đáng thương lắm, nó rất là tội nghiệp. Chính vì thế là chú Duy là không cầm được nước mắt với hình ảnh đó của con đó. Chú Nghĩa cũng vậy, rất là xúc động với cái phần diễn xuất của con. Con có thể con làm được đến như thế này đã là một cái điều vô cùng đáng khen cho con rồi. Mà có lẽ giống như là con sẽ phù hợp với những cái câu chuyện nó liên quan tới những bộ phim hoặc là những cái câu chuyện nào đó mà chúng ta đã từng đọc qua. Bởi vì khi con vừa hát mà con vừa diễn xuất, cộng với nét mặt của con, cộng với biểu cảm của con, thì cái tiết mục của con, cái vai diễn của con nó được nâng lên rất là nhiều và nó chiếm được cảm tình của người xem. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Quả thật là một vài cái chỗ giả thanh của con là nó chưa có thực sự hoàn chỉnh. Nhưng mà đối với cô thì tại sao lại nhắc tới cái đó? Bởi vì đó là một trong những cái điểm gây ấn tượng trong cái ca khúc này. Mà chính như người lớn hát thì đôi khi còn phải dùng rất là nhiều cái kỹ thuật thanh nhạc để có thể hát được những cái nốt cao đó bằng cái giả thanh mà nó đẹp. Cho nên với con thì cô thấy đây là một cái thử thách rất là lớn thầy dành cho con. Và cô cũng rất là đồng cảm với thầy Quốc Đại là trong một cuộc thi, một cái môi trường cho các con tha hồ mà các con thử trải nghiệm với bản thân mình để có thể trình diễn những cái gì mà mình có thể học được một cách khác biệt hơn những cái gì mà các con trước đây khi mà chưa bước chân vào ngôi trường thử tài suy nhí này. Riêng cô thì cô thấy Gia Nghi là một cái giọng hát vô cùng nội lực, chất giọng của con á rất là dễ để chinh phục nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Cô rất là hy vọng con có cơ hội lọt vào vòng trong để cô nhìn thấy thêm cái sự tỏa sáng của con. Chúc mừng bé Nghi. Dạ, cảm ơn cô. Có một người mà lúc con hát á, đầu tiên là nhìn con, sau đó quay qua liếc thầy Quốc Đại nè, là cô Ốc, đúng không cô Ốc? Con biết không, thầy con rất là thương con. Từng cái nhịp thở của con trên sân khấu là thầy con quan sát. Con phải làm được thì thầy con mới ăn ngon ngủ ngon. Thì thực sự ngày hôm nay nếu mà nói là Gia Nghi làm được hay không thì cô khẳng định là con làm được. Nhưng làm tốt hay không so với con thì cô nghĩ là chưa tốt so với con. Con có thể làm tốt hơn như vậy. Ở cái vòng đầu cô nhớ là Gia Nghi đã rất là thuyết phục. Nhưng mà có vẻ như ở cái vòng này thì nó hơi ảnh hưởng phong độ của con một chút. Gia Nghi là một đứa trẻ nhạy cảm. Cái phần thể hiện của con là giúp cho mọi người biết rằng là con sẽ biết chọn lọc để con làm cái gì nó tốt hơn cho con. Nhưng một chút lưu ý thôi là cái tóc mái của mình nè, mai mốt mẹ hay là cô nào làm tóc cho con cái vẫn mái câu đó, chuyện về tóc mái quan tâm lắm chứ, nó phân tâm lắm anh. Tại vì cái tóc này nó có che bên mắt con vậy nè, nó cũng làm bị phân tâm chứ. Con bé nó không có phân tâm mà em thấy cô Ốc phân tâm. Nhưng mà cô Ốc coi cô Ốc bị phân tâm. Dẫn câu chuyện về cái câu chuyện tại sao con không dán cái máy lên. Anh sao khó quá. Em mới là khó đó. Anh sao khó quá. Em mới là khó đó. Thì em lo cho con thôi. Theo bộ môn vật lý học, khi mà một vật thể mà bị nhốt vô trong cái hộp đó quá lâu thì nó sẽ cạn dần oxy. À quên, nói về cái vụ này, con làm được điều đó chứ cô không làm được. Cô là bị cái hội chứng là sợ không gian hẹp. Nhốt cô vô một cái chỗ nào như vậy là cô chết luôn. Riêng cái vụ mà bị nhốt trong cái hộp vậy là con giỏi hơn cô lắm luôn. Dạ đúng. Tại vì nhốt ở trong đó mà khi mở ra, thứ nhất ánh sáng đèn hắt vào, thứ nhất là tâm lý nó cũng sẽ có một chút xíu gì đó. Nhưng mà nhốt trong đó nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện rớt tóc mái. Thôi được rồi. Dễ thương. Cảm ơn con rất nhiều. Chúc mừng Gia Nghi đã hoàn thành phần thi của mình.